Tối ngày 28 tháng 5, Bộ Y tế cho biết trong 6 giờ qua, nước ta phát hiện thêm 174 ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân 6397 đến 6570. Trong đó, 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long và 173 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 123 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 25 ca, Bắc Ninh 20 ca, Hà Nội 3 ca, Lạng Sơn 2 ca. Như vậy, trong ngày 28 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 254 ca mắc mới gồm một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 253 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 176 ca, Bắc Ninh 33 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 25 ca, Lạng Sơn 10 ca, Hà Nội 4 ca, Thái Bình 1 ca, Long An 1 ca, Hải Dương 1 ca, Hưng Yên 1 ca, Hà Nam 1 ca. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta là 6.570 trong đó 5.077 ca ghi nhận trong nước và 1.493 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.507 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.896 ca, số ca tử vong là 47 ca.